Hello anh em, mình là Irene đến từ Coi68TV. Gần đây thì có một chủ đề khá là hot mà mình tin là đa phần anh em cũng đã biết tới rồi. Đó chính là việc mà hai nền tảng mạng xã hội thuộc công ty Meta là Facebook và Instagram thì đã đồng loạt gặp trục trặc trong vòng hơn một tiếng đồng hồ. Điều này thì đã khiến cho người dùng thì liên tục bị thoát khỏi tài khoản của mình. Bản thân Irene và rất nhiều người xung quanh thì đều hoang mang là không biết liệu tài khoản của mình có bị làm sao hay là bị hack hay không. Và chúng ta thì đều phải liên lạc với mọi người và cập nhật những thông tin bằng những mạng xã hội khác như là Zalo, là Telegram hay là X. Nhân dịp này thì top 1 server trái đất là Elon Musk cũng đã tranh thủ kháy đểu đối thủ của mình bằng dòng tweet khá hài hước là: nếu như bạn vẫn đang nhìn được dòng tweet này, tức là máy chủ chúng tôi vẫn đang hoạt động. Tất nhiên thì Meta đã nhanh chóng khắc phục sự cố trên và đang cố gắng điều tra nguyên nhân của vụ việc. Thế nhưng sự kiện này thì đã dấy lên một tranh cãi về tính bảo mật cũng như là an toàn của các ông lớn Social Web 2. Nhờ vậy cho nên là những cơ hội về mảng xã hội phi tập trung lại một lần nữa là chủ đề được bàn tán sôi nổi. Vì vậy trong video ngày hôm nay thì Irene sẽ cùng anh em tìm hiểu về những ưu điểm của Web3 Social và đánh giá một dự án khá là hot, khá tiêu biểu trong thời gian gần đây trong mảng này, đó chính là dự án Favor. Và anh em nhớ xem hết video này nha, vì mình sẽ chia sẻ cho anh em cách kiếm tiền từ chính dự án Favor này. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Ok, đầu tiên thì chúng ta hãy quay trở lại câu hỏi là tại sao chúng ta cần Web3 Social hay là Socialfi. Từ khá lâu thì đã có nhiều người có chuyên môn thì nhận ra vấn đề của các mạng xã hội truyền thống, đó chính là việc chúng ta sẽ phụ thuộc quá nhiều vào các công ty chủ quản của các mạng xã hội này. Các ông lớn như là Meta này, X hay là ByteDance thì kiểm soát phần lớn dữ liệu cá nhân của người dùng cũng như là những nội dung mà chúng ta đăng tải. Họ sẽ sử dụng chúng như là công cụ để kiếm tiền. Rất nhiều vụ kiện tụng về những vấn đề như là rò rỉ dữ liệu này hay là lỗ hổng bảo mật thì đã diễn ra, nhưng mà vấn đề trên thì vẫn khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều, vì đây là các mạng xã hội tập trung. Người dùng thì sử dụng nền tảng được xây dựng trên các máy chủ của các công ty này. Dựa trên nền tảng là sự thiếu an toàn của các mạng xã hội tập trung kể trên thì Web3 Social, Socialfi hay là DeSoc là những mạng xã hội phi tập trung đã được phát triển. Các mạng xã hội Web3 này thì được nhấn mạnh về tính phi tập trung, dữ liệu thì được hiển thị một cách công khai và đây là một trong những ưu điểm chính của nó. Điều này thì nghĩa là chúng ta sẽ không phụ thuộc vào một bên nào đó như là các cá nhân hay là tổ chức để bị kiểm soát những thông tin của chúng ta. Sự phân tán quyền lực và tập hợp vào những người stake token cho quyền quản trị thì sẽ góp phần giúp cho giao thức xã hội phi tập trung trở nên khó có thể bị tấn công hơn. Hơn thế nữa thì việc có thể tự do phát triển nội dung mà không cần phải chịu sự kiểm duyệt từ một tổ chức thì cũng là tiêu chí thu hút được người dùng. Trong một buổi nói chuyện với cộng đồng thời gian gần đây thì Vitalik Buterin thì cũng đã thể hiện sự tin tưởng vào Forecaster, Lens Protocol và các đối tác của họ và nói rằng một ngày nào đó thì chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ như là Meta. Chính cha đẻ của Ethereum thì cũng đã sử dụng những mạng xã hội Web3 này và liên tục đăng tải những cái nội dung lên đây. Chính sự ủng hộ của Vitalik thì đã chứng tỏ sức hút lớn của mảnh ghép này. Ok, bây giờ thì anh em cũng có thể thấy được tiềm năng cũng như là sự quan trọng của các mạng xã hội Web3 rồi đúng không? Bây giờ thì Irene sẽ cùng anh em tìm hiểu về một dự án khá là hot trong thời gian gần đây và Irene tin rằng đây cũng sẽ là một dự án nổi bật trong mạng Social Web3 trong thời gian tới, đó chính là Favor. Như đã nói ở trên thì Favor là một nền tảng mạng xã hội phi tập trung hay là Decentralized Social Media theo mô hình là Share to Earn, tức là chia sẻ để kiếm tiền, hoạt động chủ yếu ở trên blockchain là Polygon và Ethereum. Dự án Favor thì có giao diện và cách thức hoạt động tương đồng với X hay là Twitter. Bên cạnh đó thì Favor cũng nhận được sự hỗ trợ từ Lens Protocol và CyberConnect và dự án thì cũng đã được mở bán công khai ở trên Coinlist vào ngày 18 tháng 5 năm 2023, chứng tỏ đây là một dự án uy tín và có tiềm năng trong thời gian tới. Tại Favor thì người dùng có thể đăng tải và chia sẻ các nội dung như là văn bản này, hình ảnh, video. Anh em thì có thể đăng ký và đăng nhập Favor bằng tài khoản Gmail này, ở Facebook hoặc là Apple. Ngoài ra thì người dùng cũng có thể liên kết tài khoản Favor với tên miền ở trên Lens hoặc là CyberConnect để có thể có thêm sự tương tác ở trên Web3. Ok, bây giờ thì anh em hãy cùng Irene tìm hiểu về một số tính năng chính của Favor nhé. Thứ nhất là Favor có tích hợp với Lens Protocol. Favor thì đã thu hút sự chú ý của cộng đồng người dùng khi mà tích hợp với Lens Protocol. Nếu như anh em chưa nghe nhiều về Lens Protocol thì đây là một dự án xây dựng nên một Web3 Graph, tức là sử dụng NFT để xây dựng nên mối quan hệ on-chain, giúp cho người dùng có thể duy trì và tương tác mối quan hệ với những ứng dụng trên nền tảng của Lens Protocol. Tức là khi anh em sử dụng NFT của Lens Protocol thì anh em có như là một cái định danh ở trên mạng xã hội Web3 vậy. Favor thì có thể được coi như là DApp hay là app đầu tiên được
được xây dựng dựa trên nền tảng là Lens Protocol. Ngoài các tính năng xã hội tiêu chuẩn, với mục đích là giới thiệu những cái tính năng trò chơi hóa là gamification độc đáo để khuyến khích các cái hoạt động và tặng thưởng cho anh em khi mà tham gia sử dụng mạng xã hội Favor trong tương lai. Favor thì đang tập trung xây dựng nên một cộng đồng nhiệt huyết nhất ở trong phân khúc là mạng xã hội phi tập trung Web3 Social với nội dung chất lượng. Trước đây thì Favor có hai cộng đồng là cộng đồng Regular và cộng đồng Premium. Anh em sẽ kiếm được tiền bằng việc đăng tải ở trên cả hai cộng đồng này. Tuy nhiên là anh em sẽ chủ yếu kiếm được nhiều tiền hơn khi mà đăng tải ở trên cộng đồng Premium. Tuy nhiên thì trong đợt update gần nhất thì Favor đã thay đổi một số cơ chế điểm thưởng. Giờ đây thì anh em hoàn toàn có thể kiếm được tiền bằng việc là bình chọn cho các bài đăng, tức là faving, thay vì chỉ nhất thiết là đăng bài thì mới có thể nhận được thưởng. Mô hình mới này thì sẽ đảm bảo phần thưởng cho các bài đăng tốt nhất hàng ngày, nhưng mà toàn bộ cộng đồng thì cũng sẽ nhận được thưởng bằng cách là tương tác và tìm ra những bài đăng chất lượng nhất từ sớm. Anh em thì có thể chọn các bài đăng yêu thích của anh em mỗi ngày bằng cách tặng chúng những fave và nhận được điểm thưởng là Favor Points nếu như người khác cũng đồng ý và những bài đăng trên trở nên viral hơn. Ngoài ra thì Favor thì cũng còn khá nhiều các cơ chế thưởng khác khi anh em sử dụng cơ chế là Premium Boost hay là Super Boost. Tuy nhiên thì về cơ bản, dự án khuyến khích anh em là trải nghiệm, tương tác và đăng tải những nội dung chất lượng nhất để tạo nên một cộng đồng với những nội dung mới lạ và độc đáo. Anh em thì có thể xem phần thưởng bài đăng của mình ở trên trang bảng điều khiển Create sau khi pool thưởng đã được trao. Ok, tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một vấn đề cũng khá là quan trọng, đó chính là tokenomics của dự án. Ok, đầu tiên là những công dụng của token đối với người dùng. Anh em thì hoàn toàn có thể kiếm được điểm bằng việc là giúp cải thiện trải nghiệm cho người khác bằng cách là chia sẻ nội dung tốt hay là anh em cảm thấy thú vị cho người khác này, hoặc là mời thêm người dùng cho mạng xã hội. Người dùng thì có thể stake point và các bài đăng của mình để tăng độ hiển thị cho bài viết trên. Còn công dụng chính thứ hai của token Favor thì sẽ trong mạng thương hiệu hay là branding. Token của Favor thì sẽ được đề cập đến tính năng là quảng cáo hay là cho phép các thương hiệu hay là cộng đồng mua và hiển thị các bài đăng nổi bật bằng điểm point. Point này thì có thể được kiếm thông qua việc mua token native và chuyển đổi chúng thành các điểm point. Cộng đồng NFT thì cũng có thể tùy chỉnh phí đăng ký và phí hiển thị. Anh em mà sở hữu NFT thì cũng có thể tùy chỉnh phí đăng ký và phí thị trường khi mà sử dụng điểm point này. Các cái công dụng này thì sẽ được triển khai ở sau quý 4 năm 2023. Các thông tin khác về token của Favor như là tổng cung hay là tỷ lệ phân phối thì Irene sẽ để trên màn hình cho anh em theo dõi thêm. Kế đến về lộ trình phát triển hay là roadmap của Favor thì sẽ có một số điểm đáng chú ý như sau. Trong quý 1 và quý 2 năm 2024 thì Favor sẽ có một số update đáng chú ý như là hỗ trợ các sản phẩm trên Binance Smart Chain như là West hay là Space ID tự động phát hiện và lọc ngôn ngữ, đăng nhập và đăng ký bằng Lens, hỗ trợ đầy đủ các biểu đồ xã hội như là Cyber Connect, Favor Super Graph và phục vụ nội dung được cân nhắc một cách chất lượng từ tất cả các biểu đồ Web3. Và quan trọng nhất là một cổng thông tin Favor Packs mở khóa whitelist cho các ứng dụng drop và các lợi ích khác dành cho người dùng cấp cao và người nắm giữ một số NFT cố định. Một update khá là mới mà mình nhận ra thời gian gần đây đó chính là Favor cũng đã hỗ trợ tiếng Việt. Anh em có thể vào mục setting và chọn vào ngôn ngữ là tiếng Việt để có thể tiện lợi, dễ dàng sử dụng ứng dụng này hơn nhé. Thông tin về đội ngũ phát triển của dự án Favor thì Irene sẽ để trên màn hình cho anh em. Hiện tại thì Favor đã hoàn thành vò gọi vốn Series Seed trị giá là 7 triệu đô. Những nhà đầu tư chính thì bao gồm là Polygon Venture, Nomad Capital, Symbolic Capital, vân vân, rất nhiều cái tên lớn trong thị trường. Ok, vậy là vừa rồi Irene đã chia sẻ thông tin và review từ tổng quan đến chi tiết về dự án Favor cho anh em rồi. Bây giờ sẽ đến phần quan trọng nhất là Irene sẽ chia sẻ cho anh em một số các cách kiếm tiền từ dự án Favor, cũng như là hướng dẫn cho anh em cách đăng ký để có thể bắt đầu sử dụng trải nghiệm và kiếm tiền từ dự án Favor nhé. Ok, đầu tiên là kiếm tiền trong Favor. Thì anh em có thể kiếm tiền trong Favor đơn giản chỉ bằng việc là đăng ký này. Sau đó thì anh em sẽ chia sẻ nội dung hay là bình chọn các bài viết hoặc là mời bạn bè tham gia vào dự án này. Dự án thì đang lên kế hoạch triển khai các cái cơ chế điểm tích lũy trên bài đăng để đổi lấy Favor token sau này. Việc này thì sẽ giúp thắt chặt những cái tiêu chí để xác minh tài khoản, để giảm thiểu những cái hoạt động farming hay là gian lận để lấy tương tác ảo. Ngoài ra thì Favor Credit sẽ giúp xác định cấp độ người dùng ở trong ứng dụng nhằm mở khóa khá là nhiều những cái đặc quyền cao cấp và hạn mức đổi điểm thưởng thành token hàng tháng. Cho nên là anh em lưu ý hãy cố gắng sử dụng và tăng cái điểm Credit này thật là cao để anh em có thể đổi được nhiều token sau này.
Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến với cách đăng ký và trải nghiệm Fiverr nhé. Bước 1 thì nếu như anh em chưa có Fiverr thì anh em có thể truy cập vào đường link Irene sẽ để bên dưới, hoặc là anh em lên App Store hay là CH Play, anh em search chữ là Fiverr và tải app về. Bước 2 thì sau đó anh em chọn vào mục Sign up to Fiverr và tiếp tục ở mục Join Invite Code thì anh em sẽ nhập là Irene68. Irene cũng sẽ để mã này ở phía bên dưới để khi mà anh em nhập vào cái mã này thì anh em sẽ được cộng điểm cho bạn thân anh em nhé. Ok, ở bước 3 thì anh em sẽ lựa chọn thực hiện đăng ký bằng một số những cái option là đăng ký bằng tài khoản Gmail này, Google hay là Facebook. Ở đây thì Irene chọn Google. Sau đó thì anh em nhập username, tức là tên người dùng của anh em, và set avatar là set hình đại diện mà anh em thích. Bước 4 thì nếu như anh em đã có NFT Lens Profile ở trong ví thì anh em chọn vào Yes và Connect Lens Profile, chọn mục Wallet Connect, sau đó kết nối với ví MetaMask mà đang sở hữu NFT ở trong đó để anh em có thể kết nối Lens Profile vào. Còn nếu anh em chưa có NFT thì có thể chọn vào No và thực hiện đặt tên như ảnh bên dưới. Và vậy là anh em đã set up thành công rồi nhá. Bước tiếp theo là anh em sẽ trải nghiệm ứng dụng Fiverr. Hiện tại thì Fiverr sẽ tính điểm dựa trên Fiverr Point và Credit Point, tức là cred, cũng như là các hoạt động ở trên app của anh em. Điểm Fiverr này thì sẽ được tính dựa trên việc là anh em có active hay không ở trên ứng dụng này, tức là anh em có chăm sử dụng app này hay không. Mình khuyên anh em là nên mở app hàng ngày, dành ra khoảng từ 5 đến 10 phút để thực hiện những cái việc như là tương tác, like, share các bài viết, hoặc là nếu như anh em có khả năng viết lách hoặc là resort thì anh em cũng hoàn toàn có thể đăng những cái post lên đây để có thể nhận được điểm. Ngoài ra thì anh em cũng có thể stake point với các cái tài khoản khác, cũng như là điểm danh hàng ngày thì cũng đã nhận được điểm từ Fiverr rồi. Thứ hai là về phần điểm cred. Điểm cred đây tức là điểm uy tín của anh em, thì anh em sẽ cần sở hữu Fiverr Passport thì mới có thể kích hoạt được điểm này. Để claim được Fiverr Passport thì anh em hãy truy cập vào Galaxy và thực hiện những cái task ở Galaxy thì anh em có thể nhận được Fiverr Passport. Ngoài ra thì anh em cũng có thể kiếm thêm điểm cred bằng việc là sở hữu min một số những bộ sưu tập NFT, hoặc là có những cái badge OAT hay là West nhé. Để mà đạt được level 2 thì anh em sẽ cầm kiếm điểm cred bằng cách là đăng nhập ít nhất trong vòng 30 ngày và làm các cái task đơn giản được yêu cầu ở trong mục cred dashboard. Mỗi ngày đăng nhập thì anh em sẽ được điểm credit và điểm point để tăng level theo một số level mình sẽ để trên màn hình cho anh em. Sau khi anh em đã lên được level 2, 3 hoặc 4 thì anh em có thể thực hiện việc claim Lens Handle hay là claim Mocha ID để tăng thêm cơ hội nhận airdrop của dự án sau này. Ngoài ra thì ở Fiverr có một cách kiếm tiền khá là độc đáo mà gần đây ứng dụng này mới triển khai, đó chính là chương trình Creator Program. Nếu như anh em đang là KOL hay là những nhà sáng tạo nội dung thì anh em cũng hoàn toàn có thể đăng ký tham gia những chương trình này để có thể nhận được những phần thưởng từ Fiverr. Sự kiện lớn đầu tiên của Fiverr trong chuỗi này đó chính là sự kiện Get Ready With Me trong khuôn khổ chương trình gala của cộng đồng World of Women NFT tại NFT Paris, hợp tác với Sephora, là một trong những chuỗi cửa hàng mỹ phẩm lớn nhất thế giới đến từ Pháp thuộc tập đoàn hàng hiệu là LVMH. Sắp tới thì Fiverr cũng sẽ hợp tác với ComplexCon tại Hồng Kông cùng với Moongate. Trong khuôn khổ chiến dịch này thì có rất nhiều chương trình mới dành cho các content creator, cho nên là anh em nếu muốn tăng cơ hội nhận airdrop hoặc là nhận những phần thưởng từ Fiverr thì hãy có thể đăng ký theo dõi và tham gia. Ngoài ra thì còn rất nhiều những chương trình khác chờ đợi anh em, cho nên là nếu anh em hứng thú thì có thể theo dõi và đăng ký tham gia trong thời gian sắp tới nhé. Ok, vậy là vừa rồi Irene đã chia sẻ cho anh em về tiềm năng của Web3 Social, cũng như là đánh giá chi tiết về dự án Fiverr và cách kiếm tiền từ Fiverr cho anh em. Anh em nghĩ sao về dự án này, và anh em còn quan tâm những dự án SocialFi hay là ở Web3 Social khác hay không? Hãy cùng comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe cho Coi68 TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!